Xin chào tất cả quý vị khán giả nha. Tôi đang có mặt tại cầu Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang này các bác. Đấy, mới đây cách đây một thời gian này đây có trận lũ lịch sử. Nước ngập đến sát cầu luôn. Đấy, bây giờ thì nước đã rút rồi. Em về rồi nha. Bây giờ thì vào tham quan thị trấn Chiêm Hóa thôi nha. Cầu này nối với quốc lộ 2C là quốc lộ 3B. Chúng ta quốc lộ 2C là 3B. Đấy, đoạn này rẽ vào Xuân Quang và đi Lâm Bình nhỉ. Đây là quốc lộ 3B. Đây là sân vận động Chiêm Hóa này. Đấy. Biêu điện này. Đấy, sân Chiêm Hóa này diễn ra các trận đấu bóng đá thường xuyên đúng không? Đấy, khu vực này là các quán trà đá lúc nào cũng tấp nập người qua lại trà đấy. Đây là chợ Chiêm Hóa các bạn này. Đấy. Đấy, ở đây thì sau bao nhiêu năm thì hầu như Chiêm Hóa của chúng ta cũng chưa thay đổi gì quá nhiều các bạn. Đấy, và người dân thì ở đây thì sống rất tình cảm chan hòa, hiếu khách. Đấy, đây là đường rẽ lên lâm trường này. Chiêm Hóa Tuyên Quang thì là tỉnh miền núi phía Bắc các bạn, còn là và nông nghiệp, đặc biệt nông nghiệp ở đây trung tâm thị trấn, phía sau vẫn là núi rừng, nhà thuốc Long Châu, đấy, số điện thoại, thời trang anh và em cũng đã có mặt ở đây. Ta đang đi trên con đường về thành phố Tuyên Quang thôi nha. Hôm nay đi một chút các bác con đường Chiêm Hóa Tuyên Quang. Các bác nào đi xa quê lâu ngày thì có thể gợi nhớ hình ảnh quê hương của mình nhé. Xin chào tất cả các bác nhé.